mà để lâu là rồi đó. Đi mà đi 2-3 ngày đi mới hết được. Dễ dần dần dắt đi lên đi đến chỗ kìa. Không cần nặng. Nãy chị không nặng luôn á chị.
đau hả em? Hay là không hả? Xây cho em ị tí. Mấy con uống miếng sữa. Thở dài chịu nổi là chưa nặng nó nghe, toàn là khơi đó. Mấy cục to thì mấy cục to rồi mấy cục nhỏ mà sao đi thì cứ không được à. Làm mấy cục to ra xí ra xí. Khơi ra là được đúng không? Không nặng là được đúng không? Trời trời. Nằm im chỉ có thế chị khơi giống không? Đỡ đau. Xong rồi. Là mấy cục to to luôn chứ không. Nó sưng mấy cục hồn nên là
không là chị ái cái kim chỗ ấy. Em gồng tay gồng chân đi. Cái giường á, bóp cái giường lại đỡ lắm. Sau cũng mới sau rồi ra là ra rồi. Yêu quá, yêu quá bên đây. Chị làm nhanh lắm, em ngồi im xít không, chị làm nhanh thì ngồi im nằm để cái mặt là chị làm nhanh lắm. Sâu dữ, cắm vào trong da sâu dữ. Ở bên đây nằm im xíu đâu đừng rụt rịch, là chị nặng một lần. Đừng rụt rịch là chị nặng một lần thôi, chứ chị trật cái tay là chị nặng lại đó. Chịu nổi nữa không? Còn cục mụn sưng đây nữa này. Cục mụn sưng bị không, cục nhanh lắm, nặng rồi thôi. Con gái họ chịu để làm đẹp mà. Mình không đẹp à? Họ có động lực. Cái mặt như bên mình để không phải là ấy mà hồn là phà la luôn á. Hôm mai mốt mình đi đi xin việc phỏng vấn đồ hắn cũng khó chứ phải. Có người yêu nữa. Chú
Quốc với cầm nữa là nghỉ luôn này. Còn một đá đâu nữa kìa. Rồi. À. Rồi. Gỡ nay ngồi im ngồi im để chị gỡ đâu. Trời ơi. Đầu xong tay nghiêng cái dưới cầm dễ sửa mà xong đó.